Nó có thiệt vậy luôn á hả? Nè mọi người thấy không? Nếu mà mình không qua đây mình cũng không biết là nó có cái kiểu này luôn á. Dạ, công nghệ này. Nghệ sĩ diễn viên á là thức khuya nhiều nè, rồi diễn Nhi vừa diễn sân khấu rồi đi quay nắng nôi nữa. Thì thứ nhất là da Nhi đang bị, tới đây có soi da luôn. Soi da thì mình mới biết được là da Nhi là bị lỗ chân lông, là đang bị đáng báo động. Mọi người thường hay nghĩ là từ từ thấy da lão hóa rồi hẳn đúng là rồi, nhưng mà thực tế ra thì làn da của mình là bắt đầu 18 tuổi là bắt đầu cơ. Cái collagen trong da nó bắt đầu nó mất dần dần rồi, mỗi năm thì nó mất đi 1%. Thì mình làm càng sớm thì cái làn da của mình càng giữ được mức độ trẻ hóa càng nhiều chị ha.